thì anh em thông cảm nha, thì mình không có kịch mới cho anh em, thì ở nhà có công chuyện, ở nhà nhiều người quá mình quay không được, thông cảm mình không, mình ra kịch mới cho anh em lâu rồi. Mình chụp hình cái mong mọi người ủng hộ kênh đang YouTube mấy ngày, thì 7 ngày qua hình như một tuần gì á mình chưa ra video, giờ mình ra video có 1 phút nói chuyện với mấy anh em thôi. Bye anh em nha.